Xin chào cả nhà và các bạn xa gần. Hôm nay Gina sẽ nói những con nghiện cờ bạc ở nước Úc. Như các bạn biết đó, tất cả các độ tuổi và tất cả các mọi người đều có thể trở thành những con nghiện cờ bạc. Thì những thanh niên, những người lao động, những người trí thức hay không trí thức, hoặc là người bất cứ tôn giáo nào đều vẫn có thể trở thành những con nghiện cờ bạc. Hãy nhìn xem, người đàn ông kia là một con bạc thực thụ đấy, Paul nói. Và anh ta chỉ vào một người đàn ông trung niên đang cố gắng chơi bạc ở cả hai chiếc máy cùng một lúc. Anh ta có thể bấm một mình anh ta hai đến cái máy. Có những người Gina thấy là một mình họ có thể chơi được 3 đến 5 cái máy một lúc. Họ không cho ai ngồi chơi nữa. Hai mắt dán chặt vào chiếc màn hình điện tử nhấp nháy. Paul là một nhà hoạt động chống cờ bạc tại Úc. Ông ta đang đứng trong phòng chơi game của khách sạn Melbourne, một vùng ngoại ô phía Bắc. Melbourne, thành phố lớn thứ hai của nước Úc. Có tới 73 chiếc máy đánh bạc tự động được xếp thành các hàng trong căn phòng. Mặc dù đang là một buổi chiều ngày giữa tuần nhưng vẫn có rất nhiều khách hàng đã có mặt tại đây. Mặc dù đang là một buổi chiều và hầu hết trong số họ là phụ nữ đứng tuổi. Một điều kỳ lạ là khu vực ăn uống với thực đơn ngon lành và địa điểm vui chơi cho trẻ em lại hoàn toàn vắng bóng khách hàng, trong khi chúng được xếp ngay bên cạnh phòng chơi game. Có hơn 4.000 câu lạc bộ như vậy đã được cấp phép tại nước Úc. Một số được liên kết với hệ thống thể thao, rạp chiếu phim, sân golf, karaoke ô tô và làm đẹp. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chủ yếu của các hệ thống này đến từ những hoạt động đánh bạc. Trung bình một năm, người dân Úc mất tới 19 tỷ đô la cho hoạt động cờ bạc. Trong đó, 12 tỷ được thu về từ gần 200.000 chiếc máy đánh bài tự động. Những người trưởng thành ở Úc mất trung bình khoảng 1.300 mỗi năm cho việc đánh bạc. Đây là con số cao nhất thế giới đó các bạn. Tại Vương quốc Anh thì bình quân mỗi người chỉ mất dưới có 400 đô la mỗi năm thôi. Mà nước Úc thì trung bình là 1.300 đồng mỗi năm cho việc đánh bạc. Trong khi một chiếc máy đánh bạc tự động ở Anh chỉ có thể mang về cho người chơi tối đa 50 đô, thì con số này ở Úc là 10.000 đô. Chính phủ nước này ước tính là có khoảng 600.000 người đánh bạc mỗi tuần và khoảng 40% trong số đó có khả năng hoặc đã trở thành một con nghiện cờ bạc rồi. Nghiện cờ bạc giống như là con ma vậy, nó còn nghiện hơn xì ke nữa, khủng khiếp lắm. Sau khi người ta nghiên cứu và có những con số thống kê đã mang tới một bức tranh không mấy tốt đẹp về những con người và những con bạc đang mải mê trên chiếc màn hình điện tử. Họ chẳng khác nào những người mất hồn. Sau khi các bạn cứ vô những chỗ mà đánh bài thì các bạn sẽ nhìn họ nghiền lắm, họ mắt họ vô hồn, họ cứ chơi và họ chỉ mong là thắng thôi. Và khi mà càng thua thì càng hăng. Mặc dù Paul là con trai của một ông trùm giàu có xuất thân rất là giàu, nhưng anh ta rất là hiếm là một người đã thực hiện chiến dịch dài hơi chống lại ALH. ALH là một cái công ty sở hữu tới 12.000 máy đánh bạc tự động trên khắp nước Úc, nhiều hơn 5 sòng bạc hàng đầu tại Las Vegas cộng lại. Hồi xưa giờ Gina cứ tưởng Las Vegas là nơi mà chơi bài mà lớn nhất thế giới, là nơi mà xài tiền nhất. Nhưng mà sau khi tìm hiểu qua mạng và báo chí thì Gina mới biết là nước Úc còn đứng hơn
Las Vegas nữa, khủng khiếp thiệt. Cái người mà chống lại cờ bạc của nước Úc thì bước đầu anh ta đã rất là thành công trong việc thúc đẩy việc ngăn cách những khu vực chơi game và địa điểm giải trí cho trẻ em. Nhưng các câu lạc bộ đánh bạc vẫn có cách để thu hút người chơi. Có những khách sạn thậm chí còn bố trí khu vực hát karaoke và vui chơi cho trẻ em ngay bên cạnh phòng chơi game. Những đứa trẻ nhiều khả năng cũng sẽ trở thành những con bạc trong tương lai. Anh ta cảnh báo như thế vì bố mẹ cứ đi chơi rồi dẫn con đi mà con đi không ai coi thì nó đã bố trí những cái phòng chơi game, hát karaoke và những nơi giữ trẻ sát phòng cờ bạc như thế thì quá là tiện lợi cho những ông cha bà mẹ đang coi con. Họ tạo mọi điều kiện để họ có thể tới chơi. Rồi những em bé cứ đi theo cha mẹ mình mãi rồi cũng sẽ thành một con nghiện thôi, thật là đáng buồn. Rồi các nhà phê bình cũng cho rằng các câu lạc bộ được xây dựng một cách cố ý tại những vùng ngoại ô nghèo nhằm thu hút người lao động. Một ví dụ là mỗi người dân ở ngoại ô Melbourne trung bình chi khoảng 3.000 đô mỗi năm cho các máy đánh bạc tự động, khi con số này ở những vùng khác thuộc những khu giàu có hơn họ chỉ có tốn 145 đô la trong một năm thôi. Tức là người lao động chơi còn nhiều hơn người giàu có nữa. Vì họ mơ một giấc mơ là tiền đến quá dễ. Có những khách sạn họ thu về một năm 12 triệu đô lợi nhuận hàng năm từ những cái máy đánh bài tự động. Chưa có ngành nào mà kiếm tiền dễ như những cái máy đánh bài như vậy. Melbourne chỉ là một phần nhỏ thôi, còn những cái mảnh đất cờ bạc mà rộng lớn hơn nữa là ở bang New South Wales. Ở bang New South Wales là nơi China đang ở, nó khủng khiếp hơn nữa. Có những luật sư, có những thầy tu, có nhiều người họ cho biết là họ đã thấy ảnh hưởng của những chiếc máy đánh bạc tự động khi chúng có mặt, là chúng tàn phá nhiều cuộc đời và gây ra những vụ tự vẫn. Người ta kể là một khách hàng trước đây của họ từng có 2 ngôi nhà. Một khách hàng trước đây của họ từng có 2 ngôi nhà và là chủ một cơ sở kinh doanh. Nhưng rồi cô ấy đã đánh cắp tới 50.000 đô la cho việc đánh bạc. Cô có 3 đứa con và đang phải lãnh án tù 4 năm. Trước kia, khi những chiếc máy đánh bạc tự động chưa xuất hiện, chỉ có 14% con bạc gặp khó khăn là phụ nữ. Hiện nay, con số ấy đã tăng lên 50% rồi. Báo động chưa, 50% rồi. Rồi một nhân viên công nghệ thông tin khác, anh ta kể lại là anh ta từng phải trải qua 3 năm vật lộn với niềm ham mê cờ bạc. Anh từng đốt hơn 100.000 đô la vào những chiếc máy bạc tự động trước khi bị bạn gái phát hiện và quyết định chia tay. Anh ta nói là những chiếc máy ấy đã thôi miên anh ta. Trên màn hình của chúng vẫn xuất hiện những dòng cảnh báo như hãy biết giới hạn bản thân. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì vì bạn vẫn chỉ tập trung vào những chiếc màn hình ấy. Anh đã nói là anh ta từng thấy một phụ nữ tập trung vào tới 4 chiếc máy khác nhau, nhét vài trăm đô la vào mỗi chiếc và chăm chú quan sát những màn hình điện tử. Giới phê bình cho rằng chính quyền bang chỉ quan tâm tới lượng thuế mà các công ty sở hữu hệ thống máy đánh bạc mang lại. Nền kinh tế đất nước đang gặp khủng hoảng. Những người lãnh đạo ngày càng dựa nhiều hơn vào chính quyền các bang. Khoảng 12% thu nhập của chính quyền bang
Melbourne đến từ những chiếc máy đánh bạc tự động. Trong khi đó, cơ quan đại diện của những câu lạc bộ đánh bạc tại Úc luôn phủ nhận việc họ đang trục lợi từ các con bạc. Có những người còn nói là các câu lạc bộ đánh bạc mang cơ hội giải trí đến cho mỗi gia đình. Hơn 10 triệu người đã lựa chọn trở thành thành viên của chúng tôi. Đó là sở thích của mỗi cá nhân, không gây hại gì cả. Những người mà chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình, họ có những cái lý do rất là ngây ngô. Đợi đến khi gia đình và bản thân họ nghiện đi, rồi họ còn nói như vậy không? Khi họ bán nhà, bán cửa, không còn một cái gì, người thân xa lánh, mất cả công việc làm, rồi họ mới biết là câu lạc bộ đánh bạc chỉ giải trí hay là nơi để giết những người những con người. Những khi mà họ nghiện rồi á, thì những con nghiện á lúc nào cũng đều gắng sức và tìm mọi cách để có thể gặp bạn đỏ, ngay cả khi họ phải quan sát cả hai chiếc máy một lúc.